Xin chào tất cả các bạn đang đi vô xem cái video này của tụi mình ngày hôm nay. Thì hôm nay lại là một cái video khác mà mình đang tạo ra về những minh chứng tốt của sản phẩm. Thành ra mình đã mời các bạn nào có cái kết quả tốt đó lên chia sẻ để hỗ trợ cộng đồng Việt Nam mình ha. Thì tên mình là Hannah Ái Hành Trần, mình là khoa học gia sống ở Mỹ trên 45 năm và đã phục vụ khoa học xét nghiệm 32 năm. Và hiện giờ là mình từ 7 năm nay là mình đã đi về phương pháp thiên nhiên để mà hỗ trợ người chung quanh mình thoát khỏi, nếu mà hỗ trợ bệnh tật, tức là gia tăng chất lượng cuộc sống của người bằng cách là giúp cho họ có sức khỏe tốt hơn bằng sản phẩm dược thảo thiên nhiên của Pharmanex nhá. Thì bên kia các bạn thấy trên màn ảnh với mình là một cô bé tên là Thảo Nguyễn. Từ trước giờ cô cháu mình không quen nhau, cho tới khi mà kể cả lúc mà tư vấn cho cháu, cô cũng không biết cháu là ai, chỉ tư vấn qua điện thoại, không biết mặt. Mà mới biết mặt cách đây là vài ngày là tại vì cháu chia sẻ về kết quả sản phẩm đó, thì cô ấn tượng quá, thành ra cô mời cháu lên. Như vậy cháu cho các bạn ở đây biết là cháu tên đang ở đâu cháu. Dạ, con chào cô Hannah và chào tất cả các anh chị coi cái video này. Dạ, con tên là Thảo Nguyễn, con đến từ Oklahoma City. Ok, cool. Và cháu làm nghề gì cháu? Cũng tò mò luôn là tại vì nhiều khi cái bệnh của mình là do nghề nghiệp mà ra nữa. Dạ, con hồi lúc trước thì con làm về convenience store và hiện tại bây giờ là con làm về tiệm rượu. Ok, cool. Ok. Thế thì cháu đã bị vấn đề gì về sức khỏe? Dạ, con bị về đau nhức. Hai cái vai của con và cái lưng nó nhức rất là nhiều. Và con đi bác sĩ cũng khá là nhiều năm, khoảng từ 2 tới 3 năm mà con dùng thuốc Tây. Thì nó chỉ giúp cho con ở cái khoa mình uống vô thì mình hết đau nhức ngay lúc đó. Nhưng mà sau đó thì nó không có bao giờ nó khỏi hẳn. Và cái vấn đề mà ở sau lưng của con nó hay bị lối, cũng như là lâu lâu cái mình phải đấm nó. Mình đấm nó đặng cho con có cái hơi thở á. Dạ, con có phải cần phải có hơi thở để mà con thở, chứ con thở cái không có nổi. Rồi sau nhiều năm cũng uống thuốc Tây như vậy thì nó cũng không có giúp gì cho con nhiều. Rồi tình cờ thì con quen được một chị, và chị đó có giới thiệu cho để mà với cô, giới thiệu với cô để mà con nhờ cô tư vấn về những cái sản phẩm Pharmanex của mình. Thì cháu giới thiệu luôn các bạn ở đây cháu đã dùng gì để các bạn nào có đau nhức thì biết được mà bắt trước. Dạ, của Phạm Anh Nét là con dùng Achu, Lipac Nano và Electrode. Dạ, con dùng của ba. Và sau một khoảng 3 tuần con dùng thì sức khỏe của con nó cải thiện rất là nhiều. Hai cái bên bờ vai của con nó không có còn đau nhức nữa. Mà nó cái những cái muscle của mình nó mềm hẳn ra luôn á cô, nó không có tie up nữa. Đúng rồi. Còn lưng của con cũng bớt đau rất là nhiều, và hiện tại bây giờ con dùng cũng được 6 tháng rồi thì cái đau nhức của con nó không có còn, và cái hơi thở của con nó rất là thoáng, giống như là mình thở rất là nhẹ nhàng, nó không còn mình lấy hơi lên thở giống như ngày xưa nữa. Ok. Rồi. Dạ. Rất tuyệt vời. Thì là ba thứ đó trong vòng 6 tháng là tất cả những cái bệnh đau nhức từ lưng, hai vai, cổ của cháu, và kể cả những lúc khó thở tới nỗi phải đập lưng mới thông thở thì cháu đã thoát. Đó, thì thật sự cái body mass ở trong cái R2 đó, R square đó, nó hỗ trợ. Và lại bây giờ cháu còn một người khác nữa mà là người thân của cháu cũng có một vấn đề về bệnh của một lúc. Cháu là người hỏi cho hai người cùng một lúc cô nhớ. Con có người thân thì cũng bị về vấn đề đường ruột. Mỗi lần mà đi đại tiện thì mình không có thấy phân, là toàn là thấy nước không mà. Mà trường hợp đó kéo dài khoảng 12 cho tới 13 năm. Mà cũng có dùng thuốc Tây nhưng mà cũng không có dứt khoát được hết cái tình trạng bị đại tiện đó. Có khi một ngày đi 3 lần vậy đó, cứ ăn, mình ăn xong cái một chút cái đi, cái khoảng chiều cái mình đi nữa, cái tối lại đi nữa. Mà mình ăn bao nhiêu vô thì cứ đi ra như vậy á, mà toàn là nước không à, mình không có thấy phân. Rồi lúc mà cô tư vấn cho con á thì con có cho người nhà con dùng
probio Dạ. và kết hợp và kết hợp với Lipat Nano và Alloc trước nữa, Đúng thì đi ba bộ ba đó thì sau khoảng 3 tháng rồi. thì người nhà của con á, đã đi được, mình có thể lúc mà đi đại tiện á, mình thấy có phân và phân nó không có lỏng giống như hồi xưa nữa, Vâng. và bây giờ người nhà của con vẫn còn tiếp tục uống và cái tình trạng đó nó đã cải thiện rất là nhiều, Vâng, các con bạn rất là mừng. và cái người này rất là còn trẻ phải không? Cũng còn trẻ. Dạ, khoảng chừng Còn ông già. 48. dạ Dạ, còn trẻ mà đã bị như vậy mười mấy năm trời dạ và không chữa được cho tới khi gặp dạ mình là Lifehack Nano, Alloc với lại Probio. Thì các bạn dạ Lifehack Nano là dinh dưỡng cho tế bào toàn 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 diện và về dinh dưỡng tế bào. Còn cái Alloc đó nó cũng là về dinh dưỡng nhưng mà nó bổ sung hơn và nó toàn diện từ trên xuống dưới nhưng mà nó đi về phương diện gen tức là DNA. Còn cái probio là hỗ trợ cho đường ruột, các bạn hiểu sơ sơ như vậy là được rồi ha. Thì cô rất là cảm ơn cháu đã hy sinh và lên đây để chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam mình biết thêm một minh chứng sống về sản phẩm tuyệt vời của Pharmanex. Rồi Dạ. cô cảm ơn cháu rất nhiều là đã Dạ con cảm ơn cô. và chuyện riêng tư của cháu lên đây để chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam mình. Rồi cảm ơn cháu nha. Cảm ơn cô. Dạ bye bye. Bye bye cô. Bye bye cả nhà. Vâng.